mang đi. Không, không phải mang đi, anh đang có tài xế đó, tôi không có mang đi mà tôi xử phạt. Cái anh cứ làm thoải mái. Không, anh đừng có nói ngang như vậy. Anh đã tôi sai luật rồi. Anh cứ xử phạt thoải mái. Không được nói ngang. Vâng. Tiền anh ở đó chúng tôi niêm phong. Ok, anh cứ niêm phong, anh mang xe đi. Nhưng mà chúng tôi không có cẩu đi bởi vì xe anh có tài xế. Anh hiểu chưa? Có tài xế rồi chúng tôi không cẩu đi. Anh làm theo đúng pháp luật thôi. Anh đã sai rồi, anh đừng bực tức cái chuyện sai của mình. Không, tôi đất nước mình đang cần những người thật tốt, chứ không phải người như anh. Hoàn toàn chấp nhận. Anh sai phạm, anh sai rồi.